Tôi Long xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Future phiên bản 125 FE của năm 2023. Trong thời điểm hiện tại, mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình là một phiên bản đặc biệt các bạn nha. Rất nhiều bạn đang mong ngóng mong chờ phiên bản mới năm 2024 và chờ đợi xem đến ngày 29 tháng 9 này liệu đã có xe chưa các bạn nha. Thông tin tôi Long nhận được ấy là một mẫu xe tay ga, mà cụ thể là mẫu xe Vario phiên bản 125. Còn mẫu xe Future này thì chưa nhận được thông tin, nhưng vẫn hy vọng rằng 29 tháng 9 này sẽ ra mắt cái mẫu xe để có thể đáp ứng lại được đầy đủ các tiêu chí cho khách hàng Việt Nam chúng ta trong thời điểm hiện tại. Bởi kiểu dáng thiết kế này cũng đã rất lâu rồi, form dáng này từ năm 2018 đến giờ, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã 5 năm rồi các bạn nha. Cho một vòng đời, cho một sự thay đổi rất là mới của mẫu xe Honda Future. Các bạn hãy cùng với tôi Nam mình chờ đợi thêm một chút nữa thôi. Mình hy vọng rằng trong thời gian sắp tới sẽ sớm thôi ra mắt một phiên bản mới giống như kiểu W125i của Thái để đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng Việt Nam chúng ta, đặc biệt là với những ai đang quyết định mua mẫu xe này và cùng mong ngóng mong chờ mẫu xe này rất nhiều các bạn nha. Hiện tại mẫu xe Honda Future phiên bản 125i các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đã có mức giá bán đang hạ đi đôi chút rồi so với những thời điểm của tháng 8 các bạn nha. Thời điểm tháng 8, đầu tháng 8 và cuối tháng 8. Còn hiện tại trong thời điểm này mức giá bán đã hạ đi khá là nhiều. Phiên bản các bạn đang theo dõi là phiên bản đặc biệt đang có mức giá bán lại rẻ hơn đôi chút so với phiên bản cao cấp của mẫu xe Honda Future ở đây. 32.500.000 đồng là mức giá bán của phiên bản đặc biệt này. Ngoài màu sắc xanh xám này ra, nó sẽ có thêm một phiên bản màu đen nhám nữa. Các bạn có thể phân biệt rất rõ. Bản đặc biệt là những bản có màu nhám các bạn nha. Hệ thống đèn hậu phía sau này, đèn xi nhan tích hợp chung với phần đèn hậu của xe, tạo ra cái sự gọn gàng và tăng tính thể thao hơn cho dòng xe Honda Future. Rất là ok luôn. Mình đã quay rất nhiều những video rồi, các góc cạnh khác nhau, các nội dung khác nhau, các màu sắc khác nhau để các bạn có thể nhìn ngắm một cách chi tiết với mẫu xe Honda Future này. Thiết kế rất bóng bẩy và đẹp, đơn giản thôi. Không chứa đựng bất kỳ một cái tem xe nào cả, ngoại trừ những cái logo như là Future hay một chút ít cái xe 1 năm thôi. Còn lại tổng thể trên xe là chỉ là màu sắc thôi, cơ bản nhưng lại toát lên một vẻ nhìn nó hiện đại, sang trọng và thể thao cho dòng xe Honda Future 125 FE năm 2023 ở đây. Hiện tại thì mẫu xe này sẽ có hai tùy chọn về cái hệ thống mâm xe các bạn nha. Sẽ có một phiên bản phanh đĩa vành nan hoa nữa với màu sắc xanh đen, và phiên bản phanh đĩa vành đúc nó sẽ có 5 màu sắc nữa các bạn nha. Phanh đĩa vành đúc thì ngoài đặc biệt này ra, nó sẽ có thêm 3 màu sắc của phiên bản cao cấp. Hiện tại phiên bản cao cấp bao gồm các màu sắc như là trắng đen này, đỏ đô này, xanh dương mới này. Giá bán của nó sẽ vào khoảng tầm là 33.500.000, nhỉnh hơn 1 triệu so với cái phiên bản đặc biệt ở đây. Hơi nghịch lý một chút, thường thường những cái mẫu xe của Honda thì những phiên bản đặc biệt sẽ có mức giá bán cao hơn so với những phiên bản cao cấp. Nhưng riêng với mẫu xe Honda Future này thì phiên bản đặc biệt lại có mức giá bán rẻ hơn so với phiên bản cao cấp các bạn nha. 32.500.000 cho phiên bản đặc biệt và 33.500.000 cho phiên bản cao cấp. Còn trong thời điểm hiện tại, phiên bản thấp nhất là phiên bản phanh đĩa vành đan hoa đang có mức giá bán chỉ vào khoảng tầm 31.200.000 đồng mà thôi. Trước đây 31.500.000, nay chỉ còn 31.200.000 thôi các bạn nha. Phiên bản đó có một màu sắc là phiên bản màu sắc xanh đen, cũng khá đẹp và bắt mắt luôn. Nó xỉ không được cho hệ thống vành đúc như phiên bản các bạn đang theo dõi, còn lại tổng thể thiết kế trên xe là tương tự giống nhau. Với những bạn nào đang quan tâm tới mẫu xe Honda Future phiên bản 125 FE này, các bạn đến trực tiếp với đại lý xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố. Hiện tại khi các bạn mua mẫu xe này sẽ nhận được những món quà tặng ưu đãi và hấp dẫn đến từ đại lý. Cùng với đó các bạn sẽ nhận được những cái nội dung, đặc biệt là cái chương trình khuyến mại trả góp với lãi suất ưu đãi, các bạn trả trước đâu đó vào khoảng tầm 30% giá trị của xe. Như mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình, các bạn trả vào khoảng tầm 10 đến 11 triệu thôi các bạn nha, là các bạn có thể rước xe về rồi với mẫu xe Honda Future ở đây. Tổng thể thiết kế thì mình đã chia sẻ ở rất nhiều các video rồi. Đây là một mẫu xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, chỉ ăn xăng ở mức là 1,54 lít trên 100 km. Đi cùng với đó là một chiếc cốp xe cực kỳ rộng, tăng tính tiện ích hơn cho mẫu xe Honda Future. Cốp xe có thể cả một chiếc mũ bảo hiểm full face cả đầu, hoàn toàn ok luôn các bạn nha. Kiểu dáng thiết kế thì xen lẫn giữa sang trọng, lịch lãm và thể thao mạnh mẽ rồi, đem đến những trải nghiệm khá là thích thú cho khách hàng Việt Nam chúng ta, đặc biệt là với những anh ấy làm công chức nhà nước này. Mình thấy rằng đi cái mẫu xe này cực kỳ phù hợp luôn. Mà mẫu xe Honda Future này nó sẽ phù hợp với các bạn là nam hơn là các bạn nữ các bạn nha. Đấy, mình có thể nói thêm với các bạn như vậy. Còn về kết luận ấy thì với mẫu xe Honda Future ở đây,
nếu như các bạn ấy đứng đắn đi một chút, thích cái gì đó gọi là sang trọng, lịch lãm một chút, rồi những cái tiện ích trên xe và một cái mẫu xe ở phân khúc xe số tầm trung, đâu đó vào khoảng tầm trên 30 triệu một chút, thì các bạn có thể lựa chọn mẫu xe này hoàn toàn ok. Đấy là mình có thể đưa ra nhận định như vậy. Máy của nó cũng khá là êm các bạn nha. Chạy đường thành phố thì không còn gì để chê trách với cái mẫu xe Honda Future này nữa. 125 FI mà tiết kiệm xăng cực kỳ luôn, chỉ ăn xăng ở mức 1,54 lít trên 100 km là thôi. Đây là một mẫu xe số tiết kiệm nhiên liệu số 1 tại Việt Nam chúng ta, trong tất cả những dòng xe chính hãng bán trong nước các bạn nha. Rồi, cảm giác là của mình. Nếu anh đã chia sẻ đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.